Các bạn thấy chạy xịn sò chưa? Wow. Các bạn ơi, chiếc xe tăng của chúng ta chạy gì ghê vậy? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng khám phá những món đồ chơi mới mình nha các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây có cái hộp gì đây các bạn? Wow, đây là hộp xe buýt nè các bạn ơi. Một chiếc school bus nè. Wow, chiếc school bus nhỏ nhìn rất đẹp luôn nha các bạn. Chúng ta có thể mở này ra khi mà xe dừng lại nè các bạn. Các bạn ơi. Wow, xe có âm thanh nè các bạn. Wow, xe có âm thanh hay chưa các bạn ơi? Rồi chúng ta có thể mở cửa được luôn nè các bạn. Đó, rồi đóng cửa lại nè nha. Mở cửa ra, đóng cửa lại. Wow, chiếc school bus này rất là xịn luôn các bạn ơi nè. Đó, có rất là nhiều âm thanh luôn đó các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ để chiếc school bus ở đây nha các bạn. Rồi tiếp theo nè các bạn ơi, ở bên này có cái hộp gì nè các bạn? Các bạn ơi, đây là một hộp school bus nè, hộp xe cứu thương nè, một chiếc xe buýt nữa nè các bạn. Để mình coi đây xe gì. Một chiếc xe buýt các bạn ơi. Wow, mở chiếc xe buýt này coi các bạn. Các bạn ơi, chiếc xe buýt này nhìn đẹp chưa nè. Một chiếc xe buýt màu vàng màu trắng nha. Còn đây là cái đầu điều khiển nè các bạn. Các bạn ơi, chiếc xe buýt này có chỗ lắp pin vô nè. Để bây giờ mình khởi động lên thử coi chiếc xe buýt này có chạy được không nha. Các bạn ơi, chiếc xe buýt này không có chạy được. Chắc là chúng ta phải lắp pin vô đó các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở ra mình lắp pin vô cho chiếc xe này nha các bạn. Đây, mở đây nè các bạn. Rồi, để mình coi có pin. Chiếc xe này cần có 3 cục pin nha. Bây giờ mình sẽ lắp 3 cục pin vô các bạn. Một cục nè. Rồi, hai cục. Rồi, ba cục nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng nắp lại nha các bạn. Đây, rồi. Ok, rồi, xong rồi. Bây giờ mình sẽ lắp pin cho cái đầu điều khiển này luôn nha các bạn. Mình mở ra nè các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cần hai cục pin nha các bạn. Một cục nè. Rồi, thêm một cục nữa nè các bạn. Rồi, ok, đậy nắp lại nào. Dặn ốc lại nha các bạn. Ok, xong rồi. Bây giờ mình sẽ thử khởi động coi chiếc xe này chạy được không nha. Rồi, mình thử điều khiển coi chiếc xe này hoạt động được nha các bạn. Wow, các bạn ơi, chiếc xe này chạy được nè các bạn. Các bạn thấy chạy xịn sò chưa? Wow. Rồi vậy là xe này chạy được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để chiếc xe này đây nha. Wow, chiếc school bus rất đẹp luôn phải không? Rồi bây giờ mình sẽ để chiếc school bus này đây nha các bạn. Rồi tiếp theo nào các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy cái gậu múc cát nha các bạn. Mình sẽ gắn vô cho chiếc xe cậu múc cát của mình. Đây không phải là xe cậu múc cát các bạn ơi. Bây giờ mình đi tìm xe cậu múc cát coi. Xe cậu múc cát của mình bên đây nè các bạn. Đây, đúng rồi. Ok, mình đã lắp ráp xong chiếc xe cậu múc cát rồi nè. Nè, mình múc cát cho bạn cùng xem nha. Đó, các bạn thấy mình múc cát hay chưa? Đó, rất là xịn luôn đúng không? Wow, các bạn ơi, ở đây có rất nhiều xe luôn. Bây giờ mình mở xe nào. Mở chiếc xe này nha các bạn. Đây là xe gì đây ta? Đây là một chiếc xe cứu thương cảnh sát nè các bạn. Để mình lấy ra cho các bạn cùng xem nha. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? 911 Bolix nè các bạn. Chiếc xe này nhìn cũng đẹp lắm nha các bạn. Để bây giờ mình khởi động lên thử coi. Wow, các bạn ơi, chiếc xe có âm thanh nè các bạn, dữ chưa? Đó, chớp đèn nè các bạn thấy không? Đó, 911 chớp đèn này nha. Đó, có âm thanh của xe cứu thương rất là hay luôn đó các bạn. Đó, wow, xe này xịn quá. Rồi để bây giờ mình tắt đi các chiếc xe cứu thương ở đây nha các bạn. Các bạn ơi, ở phía trước chúng ta có chiếc xe gì nè các bạn? Wow, một chiếc xe quân sự. Wow, xe quân sự nhìn siêu xịn sò luôn nè các bạn. Nhưng mà xe quân sự này bị xúc tùm lum hết rồi các bạn ơi. Đây là xe gì đây? Đây là một chiếc xe cậu múc cát nè các bạn. Xe cậu múc cát rất là xịn luôn rồi nha. Rồi, còn xe quân sự của chúng ta đang bị xúc rồi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lại nha. Đó, đây là khẩu pháo đại bác của chúng ta nè các bạn. Đó, có anh lính đang ngồi bắn cái khẩu đại bác nè. Các bạn ơi, đây là có một viên đạn đại bác nè. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gài đạn vô nha. Đây, đó, mình đã gài đạn vô rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn ở đây nè các bạn, là viên đạn sẽ bắn ra nha. Wow, khẩu đại bác chúng ta bắn đạn văng ra nè các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bắn tiếp cái nữa cho bạn cùng xem nha. Rồi gài đạn vô nha. Đây, gài đạn vô nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhấn đây bắn nha các bạn. 1 2 3. Wow, khẩu súng đại bác này chơi hay các bạn ơi. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi, ở phía trước chúng ta có cái hộp gì đây? Các bạn ơi, một chiếc xe chở rác nè các bạn. Đâu, để mình lấy chiếc xe chở rác này ra coi các bạn. Wow, chiếc xe chở rác nhìn rất là đẹp luôn nè các bạn. Nè, có cái nút nhấn. Các bạn ơi, cái nút nhấn này chiếc xe có âm thanh các bạn ơi. Wow, âm thanh xe chở rác làm việc các bạn. Ở trong đây có cái nắp thùng rác nè. Đó, đậy lại nha các bạn. Wow, xe chở rác rất là xịn luôn nha các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, để chiếc xe chở rác đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái này các bạn. Đây là cái cần cẩu nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cho xe cần cẩu nha. Đây, gắn vô cho xe cần cẩu nào. Rồi, xong rồi. Đó, như vậy là mình đã sửa chữa xong chiếc xe cần cẩu rồi các bạn. Wow, rất đẹp luôn. Chạy ra nào. Các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì nữa vậy? Đây một chiếc xe gì đây? Để mình lấy ra coi. Các bạn ơi, một chiếc xe cứu thương nè các bạn. Wow, chiếc xe cứu thương đẹp chưa nè. Chiếc xe cứu thương này rất là đẹp luôn nha. Để bây giờ mình mở ra coi. Các bạn ơi, cái này là cái đường đi lên nè các bạn. Mình sẽ gài lên nè. Gài này vô nè. Đó, đóng cửa lại các bạn. Mình nhấn cái này nè các bạn. Đó, chiếc xe cứu thương sẽ mở cửa ra nha các bạn. Wow, bây giờ mình sẽ đóng lại nè. Đó, mình chơi lại cho bạn cùng xem nha. Đó, rồi bấm nút này nè.
mở ra xịn chưa các bạn? Rồi thôi, đóng lại nào, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Rồi, đóng cửa lại nha. Rồi tiếp tục nào các bạn, để mình coi coi. Ý, ở đây có nút nhấn nè các bạn. Ồ, cái nút nhấn này nhưng mà chiếc xe này không có âm thanh các bạn ơi. Ồ, vậy là chiếc xe này đã bị hư âm thanh rồi ha các bạn. À, cục pin chỗ này nè các bạn. Chúng ta cần phải lắp ráp pin khác á thì mới chơi được nha. Wow, chiếc xe cứu thương nhìn cũng rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi mình để chiếc xe cứu thương ở đây nha. Đi qua đây các bạn ơi. Wow, ở bên đây có một chiến binh robot đang bị nhốt trong cái hộp nè các bạn. Bây giờ mình sẽ giải cứu chiến binh của chúng ta ra nha các bạn. Đó, chiến binh của chúng ta đang bị nhốt trong cái hộp nè. Oh, ngầu chưa nè các bạn ơi. Wow, chiến binh siêu ngầu luôn nè các bạn ơi. Đó, chiến binh chúng ta có cầm kiếm nè, cầm súng nè, phía trước có cánh quạt nè. Wow, chiến binh của chúng ta ngầu ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ để chiến binh của chúng ta đứng đây đi. Bây giờ mình sẽ đi qua đây sửa chữa chiếc xe này nha các bạn. À, đây là chiếc xe chở rác nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn bánh xe vô nha. Đó, một bánh rồi nè các bạn ơi, một bánh ở đây nữa nha các bạn. Rồi xong rồi. Ô, các bạn ơi, chiếc xe chúng ta đang bị xuất cái thùng rác nè. Mình phải lắp cái thùng rác cho chiếc xe nha. Rồi ok, xong rồi, như vậy là mình đã lắp ráp thùng rác xong rồi nè các bạn. Rồi chạy xe thùng rác ra. Wow các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì nè các bạn? Nguyên hộp xe cảnh sát luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái hộp xe cảnh sát này ra nha các bạn. Wow các bạn ơi, có rất nhiều xe luôn nè. Đó, một chiếc xe container nè, đẹp chưa? Rồi một chiếc máy bay nè, đó, máy bay chở khách nè nha các bạn. Đó, rồi còn đây là một chiếc phi thuyền của Hambolit nè. Rồi còn đây là một chiếc xe buýt của cảnh sát nè. Rồi còn đây là chiếc máy bay trực thăng của cảnh sát nè. Wow, còn đây là anh công nhân nè. Wow, một chiếc xe màu đỏ nữa nè. Wow, nhiều xe đẹp quá các bạn ơi. Rồi đi qua đây các bạn, mình sẽ sửa chữa bạn xe này nha, sửa chữa lại bạn bô ly này luôn các bạn ơi. Mình sẽ gắn bánh xe cho bạn đó nha. Rồi xong rồi, một bánh rồi, tiếp tục nào các bạn, thêm một bánh ở đây nữa nào. Rồi xong rồi, mẹ bạn xe bên bô ly ra nào. Wow các bạn ơi, đằng đây có một chiếc xe gì đây? À các bạn ơi, đây là một chiếc xe trộn bê tông nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp xe trộn bê tông này vô luôn nha. Rồi tiếp tục, thêm một bánh xe đây nữa nè các bạn. Đây, rồi xong rồi, như vậy là mình đã sửa chữa xong chiếc xe trộn bê tông rồi nè các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì nè các bạn, để bây giờ mình mở ra coi nha. Nè các bạn ơi, giải cứu chiếc xe tăng của chúng ta ra nào. Wow, chiếc xe tăng đẹp chưa nè các bạn, rất là bự luôn, có cái đồ điều khiển nữa nè các bạn ơi. Wow, đây là xe tăng bánh xích đó nha. Nè đây là bánh xích của xe nè. Rồi để bây giờ mình khởi động chiếc xe thử coi. Wow các bạn ơi, mình khởi động chiếc xe tăng này lên, chiếc xe tăng kêu tít tít các bạn. Rồi bây giờ mình lấy cái đầu điều khiển nè các bạn, mình sẽ bật lên luôn nha. Rồi mình bật lên nó có sáng đèn rồi nè các bạn, mình nhấn nút này coi. Wow các bạn ơi, mình connect vô được chiếc xe tăng rồi. Bây giờ mình bấm thử cái nút này nha. À, cái nút này là tắt âm thanh nha các bạn. Rồi mình nhấn thử nút này coi. À các bạn ơi, cái nút này là quay cái nòng súng nè. Rồi cái nút bên này các bạn. À, cái nút này thì nòng súng sẽ quay ngược lại nha. Wow, mình quay ngược lại nào. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nút này các bạn. Wow các bạn ơi, cái nút này là súng sẽ bắn giật nè các bạn. Đó, xe tăng sẽ bắn súng bắn đạn à. Wow các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhấn cái hai cái nút này các bạn. Wow, hai nút này là xe chạy tới nè các bạn, hai nút này là xe chạy lùi. Wow, xe tăng chúng ta xịn quá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy xe tăng xịn chưa, rất là xịn luôn đó nha. Rồi chạy nào. Ô các bạn ơi, ô các bạn ơi, ô chiếc xe tăng của chúng ta chạy gì ghê vậy. Ô trời ơi chạy hết đụng lên mấy chiếc xe nhỏ của mình luôn kìa. Đó, chạy ghê chưa các bạn. Ô chạy kìa. Ô đừng quay lại nào. Ô ghê quá các bạn ơi. Wow, xe tăng này leo dốc chạy đụng ghê các bạn nè. Ô thôi, xe tăng này leo dốc ghê chưa các bạn ơi, nó rất là khỏe luôn. Đó, nó đụng hết mấy cái chiếc xe của mình luôn, hư luôn đó các bạn. Đó, nó chạy ghê chưa các bạn. Đó kìa, nhìn kìa. Ôi đừng. Wow, chiếc xe tăng này ghê các bạn ơi. Nè đó các bạn nhìn nè, đó nó chạy kìa. Đó, ghê chưa. Wow, mạnh quá các bạn ơi. Đó, xe tăng chạy có sáng đèn nè. Rồi đó, nó quay nòng súng các bạn. Đó, ghê chưa các bạn. Nè đó, ghê chưa nè. Wow các bạn ơi, chiếc xe tăng này chơi rất là hay luôn nha. Nhưng mà bây giờ trận đã chưa nắng rồi, mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.